Ngày xưa ăn sao nhỉ? Ngày xưa nhá, có một bà và một nồi bên đuổi chỗ em bên đuổi chỗ nhá. Đêm đâm vào tay chảy máu. Sao nữa? Đồ trái. Nè, tôm bạch biết luôn về nếp ơn. Nè, đã ổ, quất núi tôm đại nà, đủ bảy đú nùn da da. Thế nè, nằm bạch biết luôn về nếp ơn. Nè, đã ổ, tôm quầy. Sao gì vậy? Con đuổi. Chú mỏ lên nào, chú mỏ lên. Gì đây mà? I love you đi. I love you. Là ai? I love you.